phải phải trắng hai bên vẽ một cái ra livestream mà Kali số 7 nè. Ừ, tự nhiên nè. Mày mày quá. Kali số 7. Tự nhiên mày đâu mà giờ chờ. Có làm nhờ. Ai sao mày vậy? Thì kệ người ta, chứ mà lẽ mày muốn nó không có vợ. Con này nhẹ nhàng đi lại chuyện kìa. Kệ nó chị ơi. Con hiếp em quá. Ai 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 ai. Cũng quá ra lì lì đào lì ơi. Chết con anh. Nó lấy cái vợ luôn kìa. Cái lãnh lên cái vợ. Thấy chưa? Bây giờ mày đi chung. Lương Thành cũng lãnh cho vợ luôn. Hai đầu luôn. Chỉ một lần là vẫn lẫn ra hai đầu. Đây đây anh giữ cho chó. Anh giữ bao nhiêu mũi anh giữ chồng không vợ. Chưa. Cái này chỉ là chồng vợ con chồng. Chưa. Quỷ nhiều đau quá à. Chồng ơi vợ đó lãnh tiền cho chồng rồi. Ê ấy chú. Ô á ô á. Bỏ vô ấy chị. Cà pháo ơi. Cà pháo. Đó mọi người mới nãy mọi người. Mọi người ơi. Cắt tóc con này. Cột xấu á. Nè. Mọi người nói con cà pháo mọi người nói là con dễ thương quá trời dễ thương. Mọi người ơi, mai mốt còn lớn đi lấy vợ. Trời ơi. Dễ sợ chưa? Mấy năm nữa con lấy vợ. Dạ. Dạ. Không biết. Trời ơi, ông này cũng dễ sợ. Hồi nãy nói mẹ đẹp như công chúa. Đi đâu chưa? Cắn mì. Vậy hả? Cắn mì đi là vô. Mọi người ơi, để mình lấy chim cho mình ăn chưa? Sao đâu mà ăn nha mọi người ơi. Ăn mì nè. Đúng rồi. 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 Đ